Sự thật cong quẹo. Câu chuyện cậu bé mù và món chè sữa. Hai đứa nhỏ nghèo nàn sống bằng cách ăn xin từ thành thị đến thôn quê. Một đứa bị mù từ khi lọt lòng mẹ và đứa kia giúp đỡ nó. Chúng cùng nhau ăn xin độ nhật. Một ngày kia, đứa bé mù bị ốm. Bạn nó bảo, mày ở đây nghỉ, tao sẽ đi xin cho cả hai và sẽ mang thức ăn về cho mày. Rồi nó đi ăn xin. Ngày hôm đó, nó xin được một món rất ngon, một loại chè bằng sữa theo kiểu Ấn Độ. Thằng bé chưa bao giờ được ăn nên nó rất thích. Nhưng chẳng may, nó không có đồ đựng để mang về cho bạn nên nó đã ăn hết. Khi trở về, nó bảo bạn, tao xin lỗi, hôm nay tao xin được món chè sữa ngon tuyệt nhưng không mang về cho mày được. Đứa bé mù hỏi bạn, chè sữa là gì? À, nó màu trắng, sữa màu trắng. Bị mù từ khi mới sinh nên thằng bé mù không hiểu, trắng là gì? Mày không biết trắng là gì sao? Không, tao không biết. Nó trái với đen. Vậy đen là gì? Nó cũng không hiểu đen là gì. Ồ, mày cố mà hiểu, trắng. Nhưng thằng bạn mù không thể nào hiểu được. Bạn nó nhìn quanh và thấy con hạc trắng. Nó bắt con hạc đến cho bạn nó và nói, trắng giống như con chim này. Không có mắt, đứa bé giơ tay sờ con chim. À, bây giờ tao hiểu trắng là gì rồi. Nó mềm. Không, không, trắng không liên quan gì đến mềm cả. Trắng là trắng, mày hãy cố mà hiểu. Nhưng mày bảo tao trắng trông giống như con hạc này và tao sờ thấy nó mềm. Vậy chè sữa mềm, trắng nghĩa là mềm. Không phải, mày chưa hiểu, hãy thử lần nữa đi. Một lần nữa, thằng bé mù lại sờ con hạc từ mỏ, cổ, thân đến đuôi. À, bây giờ tao hiểu rồi, nó cong quẹo, chè sữa là cong quẹo. Thằng bé mù không thể hiểu được, vì nó không có khả năng để thể nghiệm trắng là gì. Cũng vậy, nếu bạn không có khả năng thể nghiệm sự thật đúng như thật, thì thực tế luôn luôn sẽ là cong quẹo đối với bạn. Bài viết trích từ cuốn Nghệ thuật sống, The Art of Living, Thiền sư S.N. Wenka and William Hart.